tờ Le Figaro của Pháp số mới ra đã đăng bài viết đánh giá cao nền kinh tế Việt Nam trong bối cảnh đại dịch COVID-19 đang tác động nghiêm trọng đến kinh tế toàn cầu. Theo Le Figaro, Việt Nam vẫn là một trong những quốc gia năng động nhất trên thế giới trong năm 2020, mặc dù những ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 đã khiến tốc độ tăng trưởng của kinh tế Việt Nam sụt giảm xuống còn 2,9% từ mức 7% ghi nhận trong năm 2019. Tuy nhiên, Việt Nam hầu như xóa được tình trạng bần cùng trong dân số từ mức 50% trong năm 1990 xuống còn 2% như hiện nay và đang hưởng lợi từ chủ trương đa dạng hóa nền kinh tế với công nghiệp chiếm 39% hoạt động và dịch vụ chiếm 47%. Việt Nam đã mở cửa mạnh mẽ với quốc tế bằng cách gia nhập nhiều cơ chế thương mại tự do, một ví dụ gần đây thỏa thuận ký kết vào tháng 7 2020 với Liên minh châu Âu-EU, theo đó xóa bỏ hầu như tất cả các loại thuế quan giữa Việt Nam và EU trong vòng 10 năm. Theo báo cáo mới nhất của Công ty Tư vấn về chuỗi cung ứng, tư vấn và quản lý bất động sản thương mại và công nghiệp tại châu Á-Thái Bình Dương cho biết, các doanh nghiệp Việt Nam đang cân nhắc lựa chọn số hóa chuỗi cung ứng dù họ chưa áp dụng bất kỳ hình thức số hóa nào trước đại dịch COVID-19. Theo báo cáo mới nhất của TM Insight, số hóa chuỗi cung ứng là một trong những ưu tiên hàng đầu của các doanh nghiệp nhằm hướng tới tính hiệu quả trong hoạt động, đáp ứng nhu cầu tăng cao của khách hàng, đồng thời góp phần xây dựng mô hình kinh doanh đón đầu tương lai. Báo cáo số hóa chuỗi cung ứng bước chuyển từ gia tăng tính hiệu quả sang xây dựng khả năng phục hồi chỉ ra rằng hơn 82% lãnh đạo doanh nghiệp tại khu vực Đông Nam Á đang lên kế hoạch ứng dụng các hình thức số hóa trong chuỗi cung ứng, đặc biệt tại Việt Nam. Con số này lên đến 98%. Động thái này không chỉ giúp doanh nghiệp vượt qua những thách thức mà còn bắt kịp với xu hướng tiêu dùng đang thay đổi do đại dịch COVID-19 và một số sự kiện nổi bật trong năm 2020, bao gồm chiến tranh thương mại, chính trị giữa các quốc gia trên toàn cầu. Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho biết nỗ lực cơ cấu lại nền kinh tế thời gian qua mới chủ yếu là làm sạch các hậu quả để lại cho giai đoạn phát triển trước đó. Bước sang giai đoạn mới 2021-2025, tái cơ cấu và đổi mới mô hình tăng trưởng cần phải nhanh hơn và phải có sự bứt phá. Năm 2020 là năm cuối cùng cho giai đoạn 5 năm 2016-2020 triển khai nhiệm vụ cơ cấu lại nền kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng, đánh giá lại kết quả thực hiện tái cơ cấu. Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho biết bối cảnh kinh tế trong năm 2020 có rất nhiều biến động bất lợi, đặc biệt là đại dịch COVID-19 đã ảnh hưởng lớn đến việc hoàn thành một số mục tiêu cơ cấu lại nền kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng. Trong đó, các mục tiêu cơ cấu lại tổ chức tín dụng đã cơ bản hoàn thành, các ngân hàng cơ bản đã đáp ứng tỷ lệ an toàn vốn theo quy định áp dụng tiêu chuẩn Basel 2 tại Việt Nam, tình trạng sở hữu chéo, đầu tư chéo trong hệ thống tổ chức tín dụng đã được xử lý cơ bản, tình trạng thao túng chi phối ngân hàng được kiểm soát, hệ thống tổ chức tín dụng đã được củng cố, nâng cao hơn năng lực quản trị, xử lý nợ xấu tại các tổ chức tín dụng đã được đẩy nhanh thực hiện một cách thực chất, hiệu quả hơn, lãi suất cho vay trung bình giảm, dòng vốn tín dụng chuyển dịch nhiều hơn vào các ngành sản xuất. Ngân hàng Nhà nước công bố thông tin dư nợ tín dụng nền kinh tế đến thời điểm 31 tháng 12 năm 2020 đạt gần 9,2 triệu tỷ đồng, tăng 12,13% so với cuối năm 2019. Ngân hàng Nhà nước cho biết, dù các tổ chức tín dụng triển khai nhiều chương trình cho vay với lãi suất ưu đãi, tăng trưởng tín dụng vẫn thấp hơn những năm trước đó do nhu cầu suy yếu bởi tác động tiêu cực của đại dịch COVID-19. Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Đào Minh Tú cho biết, 6 tháng đầu năm, tín dụng tăng rất thấp so với mọi năm là 3,65%, khiến cơ quan quản lý lo ngại về tăng trưởng tín dụng cả năm. Con số 12,13% của tại thời điểm kết thúc năm 2020 là thành quả đến từ sự nỗ lực của các ngân hàng thương mại, ngân hàng nhà nước trong năm qua cũng chủ động điều hành hợp lý tốc độ tăng trưởng tín dụng phù hợp với mức độ hấp thụ của nền kinh tế, tập trung vào lĩnh vực sản xuất kinh doanh tiêu dùng, lĩnh vực ưu tiên chủ trương của chính phủ để duy trì tăng trưởng kinh tế sau đại dịch. Đặc biệt, tín dụng đối với lĩnh vực rủi ro vẫn được kiểm soát chặt chẽ. Ngân hàng Nhà nước đang soạn thảo thông tư 01 sửa đổi để tiếp tục cơ cấu nợ cho khách hàng. Thông tư 01 vừa hết hiệu lực vào cuối năm 2020 và đang chờ tổng hợp ý kiến từ các bộ ngành. Theo dự thảo thông tư số 01 sửa đổi mới nhất, các ngân hàng có thể phải trích lập dự phòng rủi ro tín dụng cho nợ tái cơ cấu trong thời hạn dự kiến tối đa là 3 năm, thay vì không phải trích lập như quy định trong thông tư cũ. Ngân hàng Nhà nước đang soạn thảo thông tư số 01 sửa đổi để tiếp tục cơ cấu nợ cho khách hàng. Thông tư 01 vừa hết hiệu lực cuối năm 2020 và đang chờ tổng hợp ý kiến từ các bộ, ngành. Ngân hàng Nhà nước cho biết dự kiến thông tư số 01 sửa đổi sẽ trình Thủ tướng phê duyệt vào tuần sau. Tuy nhiên, do lo ngại trích lập hết gây gánh nặng lên cho tổ chức tín dụng, nên trong bản dự thảo thông tư số 01 mới nhất, Ngân hàng Nhà nước đề nghị giãn thời gian trích lập dự phòng cho các ngân hàng trong 3 năm. Bộ Tài chính mới đây cũng đã có văn bản đồng ý với chủ trương của Ngân hàng Nhà nước. Chính phủ đã ban hành Nghị định 158 năm 2020 về chứng khoán phái sinh và thị trường chứng khoán phái sinh, trong đó nêu rõ các điều kiện về vốn điều lệ, vốn chủ sở hữu đối với hoạt động chứng khoán phái sinh. Quy định về điều kiện được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh chứng khoán phái sinh, Nghị định 158 nêu rõ, công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán, sau đây gọi tắt là công ty quản lý quỹ,
chỉ được thực hiện kinh doanh chứng khoán phái sinh sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh chứng khoán phái sinh. Công ty chứng khoán được thực hiện một hoặc một số toàn bộ hoạt động kinh doanh chứng khoán phái sinh, bao gồm môi giới chứng khoán phái sinh, tự doanh chứng khoán phái sinh, tư vấn đầu tư chứng khoán phái sinh, còn công ty quản lý quỹ chỉ được thực hiện hoạt động tư vấn đầu tư chứng khoán phái sinh. Bảo hiểm xã hội Việt Nam cho biết trước Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, người nghỉ hưu nhận trợ cấp bảo hiểm xã hội sẽ lĩnh liền 2 tháng lương trong cùng một kỳ chi trả. Bảo hiểm xã hội Việt Nam vừa có văn bản gửi các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương. Theo đó, để tạo điều kiện cho người hưởng lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội vui Tết cổ truyền Tân Sửu, Bảo hiểm xã hội Việt Nam cấp kinh phí trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội tháng 1, tháng 2 năm 2021 cho các bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và cùng kỳ trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội tháng 1 2021, bảo hiểm xã hội tỉnh căn cứ kế hoạch cấp kinh phí của Bảo hiểm xã hội Việt Nam và thời gian nghỉ Tết Nguyên đán năm 2021 xây dựng kế hoạch chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội của tháng 1 và tháng 2 2021 và cùng kỳ chi trả tháng 1 2021, hiện tổng số người đang hưởng lương hưu trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng hiện nay là khoảng 3,2 triệu người. Ngày 8 tháng 1, trong khi tỷ giá trung tâm đảo chiều tăng điểm thì tại nhiều ngân hàng, giá mua bán đồng bạc xanh đã được điều chỉnh giảm so với cuối phiên trước đó. Tiếp theo chương trình là một số thông tin đáng chú ý khác. Mời quý vị cùng theo dõi. Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Thương nghiệp Cà Mau vừa thông qua việc chốt danh sách cổ đông trả cổ tức bằng tiền mặt với tỷ lệ 15%, tương ứng một cổ phiếu sẽ nhận được 1.500 đồng. Ngày đăng ký cuối cùng, chốt danh sách cổ đông là ngày 22 tháng 1 và thời gian thanh toán cổ tức từ ngày 19 tháng 2 2021 và với hơn 12,1 triệu cổ phiếu đang niêm yết và lưu hành, Thương nghiệp Cà Mau sẽ phải chi trả 18,15 tỷ đồng để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu. Công ty cổ phần CNG Việt Nam vừa thông qua thông báo kết quả thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch năm 2020. Theo đó, trong năm 2020, doanh nghiệp đã đạt được 223,55 triệu mét khối sản lượng khí CNG, đạt 103% kế hoạch, sản lượng khí LPG đạt 13.631,71 tấn, hoàn thành 100% kế hoạch. Về chỉ tiêu tài chính, trong năm ghi nhận doanh thu là 2.314,37 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 51,93 tỷ đồng, lần lượt hoàn thành 103% và 107% kế hoạch năm 2020. Như vậy, lợi nhuận năm 2020 giảm 38,4% so với thực hiện trong năm 2019. Tổng công ty phân bón và hóa chất dầu khí, công ty cổ phần thông qua kế hoạch tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2020. Theo đó, doanh nghiệp dự kiến tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2020 với tỷ lệ 7%, cổ đông sở hữu một cổ phiếu sẽ nhận được 700 đồng. Như vậy, với 391,3 triệu cổ phiếu đang lưu hành, ước tính doanh nghiệp sẽ trả tổng cộng 273,91 tỷ đồng cho cổ đông. Thời gian thực hiện dự kiến trong quý 1 2021. Trước đó, doanh nghiệp đã thông qua kế hoạch năm 2021 với tổng doanh thu là 8.331 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế là 365 tỷ đồng và tỷ lệ cổ tức là 10%. Sau đây là phần tổng hợp chứng khoán châu Á và ba kênh đầu tư tiền tệ dầu và vàng. Mời quý vị cùng theo dõi. Trên thị trường chứng khoán châu Á tiếp tục có những diễn biến trái ngược nhau tại các thị trường lớn. Chứng khoán Nhật Bản tăng nhờ nhận được trợ lực từ hy vọng có kích thích lớn sau khi Đảng Dân Chủ giành chiến thắng 2 ghế thượng viện ở Georgia. Chứng khoán Trung Quốc nới đà đi lên với chỉ số Blue Chip ổn định ở mức cao nhất trong 13 năm, được hỗ trợ bởi lĩnh vực tiêu dùng tài chính. Kết thúc phiên ngày 7 tháng 1, chỉ số Nikkei 225 tại Nhật Bản tăng 1,60% lên 27.490,13 điểm, chỉ số Shanghai tăng 0,71% lên 3.576,20 điểm, chỉ số Hang Seng giảm 0,52% xuống 27.548,52 điểm, chỉ số Kospi tăng 2,14% lên 3.031,68 điểm. Trên thị trường tiền tệ, đồng bạc xanh đã vượt lên khỏi mức thấp nhất gần 3 năm, đặc biệt là cải thiện so với đồng euro. Với việc các nhà giao dịch chốt lời, chỉ số đô la Mỹ đã giảm gần 7% trong năm 2020 và 0,9% trong năm mới. Giữa bối cảnh kỳ vọng về các gói kích thích tài chính của Mỹ tăng lên, trên thị trường thế giới, chỉ số đô la Mỹ Index đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt cập nhật đến đầu giờ sáng nay theo giờ Việt Nam ở mức 89,881 điểm, tăng 0,055 điểm so với thời điểm mở cửa.
trên thị trường năng lượng, giá dầu tăng đạt mức cao nhất 11 tháng do các thị trường vẫn tập trung vào cam kết bất ngờ giảm sâu sản lượng của dầu của Ả Rập Saudi và các chứng khoán tăng không bị ảnh hưởng bởi bất ổn chính trị ở Mỹ. Chốt phiên ngày 7 tháng 1, dầu Brent tăng 8 cent lên 54,38 đô la Mỹ trên một thùng, dầu WTI tăng 20 cent lên 50,83 đô la Mỹ trên một thùng. Cuối cùng, trên thị trường kim loại quý, giá vàng giảm bị áp lực bởi đồng đô la Mỹ mạnh lên. Và lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ tăng, mặc dù triển vọng kích thích tài chính hơn nữa dưới chính quyền đảng Dân Chủ đã hạn chế đà giảm, vàng giao ngay giảm 0,3% xuống 1.913,87 đô la Mỹ một ounce. Vàng kỳ hạn của Mỹ đóng cửa tăng 0,3% lên 1.913,6 đô la Mỹ một ounce. Chuyển sang phần tin tức quốc tế, Tổng thống Mỹ Joe Biden xác nhận ông sẽ lựa chọn thẩm phán Merrick Garland làm Bộ trưởng Bộ Tư pháp trong chính quyền sắp tới. Trước khi trở thành thẩm phán, ông Garland là công tố viên liên bang. Ngày 7 tháng 1, Tổng thống đắc cử Mỹ Joe Biden xác nhận ông sẽ lựa chọn thẩm phán Merrick Garland làm Bộ trưởng Tư pháp trong chính quyền sắp tới. Ông Garland là thẩm phán Tòa án Phúc thẩm thủ đô Washington từ năm 1997 và là chánh án của tòa án này từ năm 2013, cách đây 5 năm. Cựu Tổng thống Barack Obama đã đề cử ông Garland và làm vị trí thẩm phán tòa án tối cao nhưng Thượng viện do Đảng Cộng hòa kiểm soát. Khi đó đã từ chối tổ chức phiên điều trần về đề cử này trước khi trở thành thẩm phán. Ông Garland làm công tố viên liên bang, nơi ông tham gia luận tội đối với Timothy Vecmay trong vụ đánh bom kinh hoàng tại thành phố Oklahoma. Ông cũng nằm trong nhóm luận tội cựu thị trưởng Washington Mary Berry vì tàng trữ cocaine. Cơ quan quản lý tài chính Vương quốc Anh ngày 7 tháng 1 đã cảnh báo khoảng 4.000 công ty dịch vụ tài chính ở nước này có nguy cơ phá sản do dịch COVID-19. Cơ quan quản lý tài chính Vương quốc Anh ngày 7 tháng 1 đã cảnh báo khoảng 4.000 công ty dịch vụ tài chính ở nước này có nguy cơ phá sản do đại dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19, với gần 1/3 trong số đó có thể gây thiệt hại cho người tiêu dùng. Cơ quan quản lý tài chính Vương quốc Anh đã thực hiện một cuộc khảo sát toàn ngành về tác động của dịch COVID-19 và thấy rằng các công ty thuộc lĩnh vực bảo hiểm, thanh toán và tiền điện tử, quản lý đầu tư đã phải hứng chịu tình trạng sụt giảm về lượng tiền mặt sẵn có, các khoản vay và tài sản lưu động trong suốt thời kỳ phong tỏa. Trong số 23.000 công ty được khảo sát, 60% cho rằng cuộc khủng hoảng do đại dịch COVID-19 gây ra đã tác động tiêu cực đến thu nhập dòng của họ. Đa số những công ty này cho biết doanh thu giảm từ 1 đến 25%, nhưng gần 700 công ty nói rằng doanh thu của họ giảm trên 75%. Theo số liệu mới nhất của cơ quan thống kê châu Âu công bố ngày 7 tháng 1, lạm phát tại khu vực đồng tiền chung châu Âu Eurozone trong tháng 12 tiếp tục nằm ở mức âm 0,3%, bằng với mức của tháng 11 năm 2020 trong bối cảnh nhu cầu chi tiêu ảm đạm do ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng đại dịch COVID-19. Theo số liệu mới nhất của cơ quan thống kê châu Âu Eurostat, đây là tháng thứ 5 liên tiếp tỷ lệ lạm phát của Eurozone nằm ở ngưỡng âm, kể từ khi lạm phát tại khu vực này rơi xuống mức âm 0,2% vào tháng 8 2020, mức lạm phát trong những tháng gần đây nằm khá xa so với mục tiêu chính thức mà Eurozone đặt ra là gần 2%. Eurostat cũng cho biết trong số những ngành là tác nhân khiến lạm phát tại khu vực này tiếp tục nằm ở mức âm, đó là ngành năng lượng khi giá năng lượng giảm 6,9% vào tháng 12 2020 so với mức giảm 8,3% vào tháng 11 trước đó. Trong khi đó, nhóm mặt hàng đồ ăn, rượu và thuốc lá là nhóm tích cực nhất khi tăng 1,4% so với mức tăng 1,9% vào tháng 11 2020. Để giảm thiểu tác động tiêu cực của việc tái ban bố tình trạng khẩn cấp, Nhật Bản sẽ phải tiếp tục gia hạn các chương trình hỗ trợ và tung ra nhiều biện pháp hỗ trợ cho người dân và doanh nghiệp. Ngày 7 tháng 1, Thủ tướng Nhật Bản Yoshihide Suga đã quyết định ban bố tình trạng khẩn cấp ở thủ đô Tokyo và 3 tỉnh lân cận nhằm kiểm soát dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19. Nhiều người lo ngại việc ban bố tình trạng khẩn cấp có thể đẩy nền kinh tế nước này rơi vào suy thoái khi đà phục hồi vẫn còn khá mong manh. Nếu điều đó xảy ra, dịch COVID-19 sẽ một lần nữa cuốn trôi hy vọng hồi phục nền kinh tế của Nhật Bản. Cùng với tốc độ tăng trưởng, các chỉ số kinh tế quan trọng khác đều rất tiêu cực. Trong tháng 4 2020, nước này đã rơi vào tình trạng giảm phát lần đầu tiên trong hơn 3 năm. Tỷ lệ thất nghiệp cũng tăng lên 2,6%, mức cao nhất kể từ tháng 12 2017. Kim ngạch xuất khẩu giảm 21,9%, mạnh nhất trong hơn 10 năm qua và là tháng thứ 17 liên tiếp giảm, và thâm hụt thương mại tăng tới 930,4 tỷ yên, tương đương với 8,6 tỷ đô la Mỹ. Những thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình Hàn Thứ Biểu ngày hôm nay. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Xin kính chào và hẹn gặp lại.